dẫn chương tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube của mình thì đây các bạn đang xem là quang cảnh của đường phố cổ Takayama Nhật Bản video này là do một người bạn mình đang làm việc tại Nhật Bản quay lại và gửi thông tin này về cho mình khẩu trang y tế của bên này thì cũng khá là hút hàng à, lúc ngày thường thì một hộp khẩu trang 40 cái là giá khoảng là 600 yên tiền Nhật Bản thì khoảng là 120.000 đồng từ Việt Nam nhưng mà những ngày qua dịch bệnh virus corona bùng phát á, thì rất là khó kiểm soát vì thế là À, lượng người mua khẩu trang càng ngày càng tăng cao và gây ra cái tình trạng là khan hiếm hàng nó giống như ở Việt Nam của chúng ta vậy và cái điều này đã đẩy giá khẩu trang tăng lên đột biến và nếu có hàng thì sẽ bán hết rất nhanh trong vòng khoảng là một giờ thôi một hộp khẩu trang giá hot nhất trong khoảng uh, thời gian gần đây là khoảng là 3.000 yên là tương đương với 600 đến 700 ngàn tiền Việt Nam đồng một hộp Hôm nay là ngày cuối tuần thì nhìn uh, uh, sơ lược về quang cảnh thành uh, thành phố cổ này thì các bạn sẽ thấy là À, có vẻ là hơi vắng, à, như không như mọi khi là nó sẽ đông đúc và nói chung thì mọi người rất là lo lắng và ít khi à, đến những cái chỗ đông người à, trừ khi có những cái trường hợp mà gọi là bất đắc dĩ. À, video này thì mình quay à, à, bạn mình đưa cho mình thì cũng à, khá là lâu rồi khoảng một hai tuần trước. Hôm nay mình có dịp mình 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 có làm cái này mình chia sẻ cho các bạn thôi. Hiện tại thì á cái phần du lịch á chỉ ở Việt Nam chúng ta thì khá là vắng một số người uh, khách hàng đến uh, chỗ của mình hoặc là những cái bạn của mình đã làm ở du lịch thì rất là vắng đi một số người thì bây giờ là uh, còn số công ty bị cho nghỉ việc bớt những cái uh, nhân viên uh, làm việc bên du lịch nó rất là chóng vắng là không có ai đi du lịch cả hầu như là mọi người làm việc xong là mọi người đi về nhà thôi với lại thì giá vé máy bay đi du lịch trong mùa dịch này từ việt nam đến nhật bản thì cũng giảm khá là mạnh vì thế nên cái thời điểm hiện tại nếu các bạn nào mà không sợ dịch hoặc là các bạn nào có một sức khỏe tốt như là mấy các bạn thanh niên tuổi hai mấy hai mấy 18 hai mấy thì các bạn có một sức khỏe tốt và ít cái bị bệnh này nọ thì các bạn có thể đến nhật bản hoặc là những cái nước có hiện tại đang có giảm giá vé rất là cao thì các bạn có thể đến đó đi du lịch cho tranh thủ cái thời điểm mà giá vé nó đang giảm do cái mùa dịch này và về những cái nước này như Nhật Bản thì họ kiểm soát dịch tương đối tốt nên các bạn có thể yên tâm thôi đó à, vì cái này là tình hình chung nên họ à, họ khách hàng họ sợ không dám đi thôi còn cái này họ đã cái nước này thì họ đã gọi là à, kiểm dịch và họ đã ngăn chặn dịch từ phía bên đầu ngoài rồi nên nó cũng khá là ok nên một trong những nước như Thái Lan hoặc là nước này nhật bản thì các bạn có thể đi được ok còn hàn quốc thì dù trung quốc thì mình nghĩ là các bạn không nên đi à, dù nó có rẻ cái nào thì cũng không nên đi vì nơi đó dịch nó đang bùng phát rất là mạnh còn ở đây thì họ đã có dịch nhưng mà họ đã kiểm soát rồi thì chúng ta có thể nhân dịp giá vé rẻ thì chúng ta có thể đi được À, với lại một phần nữa hiện tại thì à, mình nói như mình đã nói là dịch đang kiểm soát tốt thì các bạn à, nên đi để mai mốt mà thí dụ là có trục chặt gì mà dịch nó xảy ra nó như cái thằng hàn quốc á, thì à, tới lúc đó thì một con đi cũng không có được đâu à, rất là nguy hiểm và như mình đã cảnh báo lúc nãy thì các bạn đi thế này thì các bạn nên phải là có một cái sức khỏe tốt một cái sức đề kháng tốt và tốt nhất là các bạn nên là những người trẻ như người còn trẻ thì các bạn đi những cái này sẽ an toàn hơn các bạn biết những triệu chứng à, này thì chúng ta cần một sức đề nếu mà nhiễm lỡ bị nhiễm thì có sức đề kháng tốt thì nó có thể nó sẽ qua được còn những người già thì các bạn biết là sức đề kháng họ không có rồi nếu nhiễm thì rất là phiền có thể ảnh hưởng đến mạng nha thì đó là tất cả những chia sẻ của mình cho video này à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha à, cảm ơn các bạn đã chia sẻ clip này cho mình đã, cảm ơn